Thưa quý vị, châm cứu giảm cân là phương pháp mà trong thời gian gần đây chúng ta vẫn thường nghe nhắc nhiều đến. Một số người thì đã sử dụng phương pháp này và chia sẻ về công dụng hiệu quả. Một số người thì vẫn còn hoài nghi, e ngại liệu rằng phương pháp này có thực sự có tác dụng hay không. Trong chương trình ngày hôm nay, Bani xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này và gặp gỡ với bác sĩ của chương trình. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Bá Niên, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây thì chúng ta vẫn thường nghe mọi người truyền tai nhau về phương pháp châm cứu giảm cân. Như vậy cụ thể là phương pháp châm cứu giảm cân là gì ạ? Dạ vâng, thì trong y học cổ truyền, châm cứu là một cái phương pháp điều trị không dùng thuốc. Nó có từ rất là lâu rồi. Và hiện nay thì châm cứu giảm cân tức là một cái phương pháp mà chúng ta sử dụng kim châm cứu chuyên dụng để tác động vào huyệt đạo. Thông qua cái việc kích thích vào các cái huyệt đạo thì chúng ta sẽ tạo ra những cái tác dụng để mà từ đó có thể là giảm cân nặng cho người bệnh. Châm cứu để mà giảm cân thì hiện nay sử dụng phổ biến là hai cái phương pháp. Thứ nhất là thể châm và thứ hai là nhĩ châm. Đối với thể châm thì sẽ sử dụng mãn châm, tức là sử dụng những cái kim châm cứu nó có chiều dài khoảng từ 20 cho tới 25 cm. Và khi mà sử dụng tay để mà đưa kim vào trong cái huyệt đạo rồi thì bác sĩ sẽ đẩy sâu kim vào để mà tạo ra được cái cảm giác đắc khí. Sau đó thì sẽ phối hợp với lại điện châm để tăng cường kích thích lên huyệt, tạo cái cảm giác đắc khí nhiều hơn cho người bệnh. Đây là một cái phương pháp thường dùng để làm giảm mỡ ở vùng bụng. Và một cái phương pháp hai là nhĩ châm, tức là dùng những cái kim để tác động vào những cái huyệt ở vùng loa tai, và thông qua cái tác động vào những cái huyệt này thì sẽ điều chỉnh các cái hoạt động chuyển hóa, từ đó thì sẽ tăng cường cái quá trình mà đốt cháy mỡ thừa để mà giảm cân nặng cho người bệnh. Hiện nay thì châm cứu giảm cân được xem là một phương pháp khá là an toàn, và khi mà được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa của y học cổ truyền thì gần như là người bệnh không có bị đau. Chỉ một số những cái trường hợp là quá nhạy cảm với lại cái trường hợp với lại cái tình huống là chúng ta đưa kim vào cơ thể và người bệnh sợ gây ra co thắt cơ chẳng hạn, thì có thể là cảm giác là có hơi đau một chút. Như vậy thì phương pháp này có tác dụng như thế nào trong việc giảm cân? Dạ vâng, hiện nay thì cái hiệu quả mà giảm cân bằng cái phương pháp châm cứu đã được nghiên cứu và thấy rằng là nó có hiệu quả. Cái hiệu quả của châm cứu này thì nó sẽ có thông qua cái việc kích thích vào các cái huyệt đạo, và từ đó sẽ điều hòa cái trung khu thần kinh, điều chỉnh các cái hoạt động về trao đổi chất của cơ thể. Từ đó thì người bệnh sẽ có cái cảm giác là không có thèm ăn, từ đó bớt cái lượng mà thức ăn đi vào, nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó thì còn tăng cái quá trình trao đổi chất để mà đốt cháy cái phần năng lượng của cái phần mỡ thừa, thì thông qua đó thì sẽ có cái hiệu quả giảm cân cho người bệnh. Như vậy thì những đối tượng nào thì nên sử dụng phương pháp châm cứu giảm cân? Vâng, thì trước hết là chúng ta cần phải xác định là cái người bệnh đó có bị dư thừa cái cân nặng hay không. Thì có nhiều cái phương pháp để chúng ta tính. Một trong những cái phương pháp phổ biến nhất đó là tính về cái chỉ số khối của cơ thể. Thì nếu mà chúng ta xác định là người bệnh có tình trạng thừa cân hoặc là béo phì thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp châm cứu để mà giảm cân. Tuy nhiên thì cũng có một số những trường hợp là chống chỉ định châm cứu. Đó là những trường hợp mà cái vùng da mà chúng ta dự định là sẽ tác động kim vào các cái huyệt đạo, nó sẽ bị viêm, nhiễm hoặc lở loét chẳng hạn. Hoặc là bản thân người mà bệnh thì có những cái vấn đề về chi giác, không có hợp tác với người thầy thuốc chẳng hạn, thì đó là một số những cái chống chỉ định của châm cứu nói chung, chứ không riêng gì trong cái trường hợp mà người bệnh mà đang dư thừa cân nặng. Cơ chế tác động của phương pháp giảm cân này là như thế nào ạ? Thì khi mà chúng ta sử dụng kim để mà tác động vào cái huyệt đạo trên cơ thể người bệnh thì lúc đó cái xung động mà những cái kích thích từ cái huyệt đạo nó sẽ tạo ra làm tác động tới cái trung khu thần kinh của não bộ. Từ đó thì sẽ giúp điều chỉnh các cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể, và như là tăng cái nhu động ruột lên, rồi ức chế cái phần tiết dịch vị, thì người bệnh sẽ có cảm giác là
không có thèm ăn. Từ đó thì bớt được cái lượng thức ăn nạp vào. Bên cạnh đó thì cái quá trình trao đổi chất cũng tăng lên, và cái phần nhiệt lượng của cơ thể nó sẽ thiêu đốt những cái phần mà mỡ thừa. Như vậy thì đốt cháy được cái phần mỡ thừa của cơ thể. Thì thông qua những cái cơ chế điều hòa như vậy sẽ giúp cho người bệnh giảm cân một cách có hiệu quả. Thông thường thì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp châm cứu giảm cân thì thời gian nó khoảng bao lâu? Với lại sau khi mà chúng ta sử dụng phương pháp này thì đối với người mà điều trị thì họ có cần lưu ý điều gì hay không ạ? Dạ vâng, tùy theo cái cơ địa cũng như là về cân nặng của từng người bệnh, về mức cái độ thừa cân của từng người bệnh mà bác sĩ sẽ đưa ra cái liệu trình cho nó phù hợp. Một cái liệu trình điều trị châm cứu là từ 10 đến 20 lần một liệu trình. Và mỗi một lần thì là khoảng 20 đến 40 phút để điều trị bằng châm cứu. Thì tùy theo từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ có thể đưa ra 1, 2, 3 liệu trình chẳng hạn. Đó là phụ thuộc vào từng cái người bệnh. Và khi mà người bệnh sử dụng phương pháp châm cứu thì sau khi châm cứu xong sẽ có cảm giác là biến ăn, không có thèm ăn như trước đây. Rồi nhưng mà lại hay thèm uống nước và có thể đi đại tiện và tiểu tiện nhiều lần hơn. Thì người bệnh cũng cần hết sức là yên tâm, bởi vì đây chính là cái quá trình mà chuyển hóa của cơ thể, giúp cho cơ thể đào thải những cái chất độc cũng như là đốt cháy cái phần mỡ thừa của cơ thể. Thưa quý vị, phương pháp châm cứu giảm cân là một trong những phương pháp an toàn và mang lại hiệu quả. Cũng chính vì vậy mà có khả năng mang đến cho tất cả quý vị chúng ta có thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về phương pháp châm cứu giảm cân. Một lần nữa thay mặt cho chương trình xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Thu Nga đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào Bá Niên và xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm và đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.